Chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Hà Nội đẹp và chưa đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ học dài ngày không chỉ khiến nhiều em học sinh cảm thấy buồn vì không được gặp thầy cô bạn bè, mà còn khiến các bậc phụ huynh và các em không yên tâm vì lo sợ bị hỏng kiến thức, đặc biệt là với các học sinh chuyển cấp đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thi cử. Ngày nào cũng vậy, em Đỗ Hải Nam, học sinh trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tự tìm đến các lớp học trực tuyến trên mạng để ôn bài. Không chỉ trong thời điểm nghỉ học vì dịch bệnh, mà suốt cả năm học, em đều thích học theo phương pháp này bởi đỡ phải đi học thêm xa, lại tiết kiệm chi phí. Các em có thể nghe đi nghe lại bài giảng nếu chưa hiểu dù ở bất cứ đâu. Trong đợt dịch bệnh, các em học sinh nghỉ dài suốt nhiều tuần qua, cộng đồng giáo dục trực tuyến Toliha phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo của các tỉnh thành trên cả nước đã tặng miễn phí các khóa học online cho học sinh khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là nơi quy tụ nhiều thầy cô giáo tâm huyết đến từ khắp các trường học uy tín trên địa bàn Hà Nội với mong muốn giúp các em học sinh củng cố kiến thức thường xuyên. Hôm nay là học kỳ 2 lớp 12 rồi, thời trước là một kỳ thi rất quan trọng ý. Với cả là tại thời điểm dịch bệnh đang hoành hành như này thì cái việc học online nó sẽ là một cái cách, một phương pháp cứu em để em có thể củng cố lại kiến thức cũ, với cả là mình có thể có thêm những kiến thức mới. Và thầy cô ở trên Toliha thì giảng bài rất là dễ hiểu và dễ tiếp thu, thì em rất là thích cái cách học này. Trong vấn đề mà dịch bệnh nCoV trong thời gian gần đây thì toàn bộ học sinh trong toàn quốc đều phải nghỉ học với một thời gian rất là dài. Toliha chủ động biết được học sinh ở nhà sẽ rất vất vả trong vấn đề học tập, nhất là bám sát được chương trình trên lớp. Do đó, Toliha đã chủ động cung cấp hệ thống kiến thức cho học sinh, tặng các khóa học cho học trò trong toàn quốc. Tất nhiên là được sự nhất trí và đồng ý của hội đồng chuyên môn cũng như hội đồng các thầy các cô trong Toliha. Do đó, sẽ giúp được các con rất nhiều trong vấn đề các con học tập ở nhà. Con thấy con đã có một lựa chọn chính xác trước khi mà chọn việc học việc ở online trước khi bước vào năm học lớp 5. Và việc học online đã giúp con tiếp thu bài trên lớp một cách kỹ càng hơn, nắm chắc kiến thức hơn các bạn trên lớp khá nhiều. Học online đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện. Hình thức này giúp việc dạy và học được mọi lúc, mọi nơi, giảm mọi chi phí về thời gian, tiền bạc và nguồn lực con người. Hình thức học và kiểm tra trực tuyến nếu được áp dụng thường xuyên thực sự tiết kiệm. Các thầy cô giáo ở cộng đồng giáo dục trực tuyến Toliha trong thời gian vừa qua phải dành rất nhiều thời gian cho việc soạn bài, giúp các em học sinh từ cấp 1 tới cấp 3 đều dễ hiểu, dễ học. Học sinh cũng hứng thú vì kết quả làm bài sẽ hiển thị ngay sau khi trả lời tất cả câu hỏi. Những cái trang trực tuyến sẽ giúp ích cho các con trong kỳ nghỉ dịch bệnh và cho toàn xã hội. Chúng tôi, những giáo viên đứng lớp, rất mong mỏi và cũng muốn là đóng góp hết sức mình để cái trang trực tuyến của Toliha cũng như các trang trực tuyến khác phát huy tác dụng ở thời điểm này. Trong thời gian dịch bệnh, các con sẽ mất kiến thức, nên tôi đã chọn các chương trình online trên mạng. Tôi cho con học và tôi thấy các con tôi cũng có kiến thức tốt. Ở Việt Nam, hình thức này đang được triển khai ngày càng rộng rãi. Việc thúc đẩy sử dụng thông tin truyền thông, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục phải là một công cụ hữu ích trong tương lai gần. Điều này chỉ có được không chỉ dựa trên những thành tựu khoa học công nghệ, mà còn là sự tham gia tích cực của các thầy cô giáo.